Theo đó, xu hướng toàn cầu năm 2014 sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động và là tỷ lệ thất nghiệp cao, thay đổi sản xuất và sự thiếu hụt kỹ năng ngày càng tăng. Chính vì vậy, nguồn lao động mới gia nhập thị trường tại Việt Nam trong năm 2014 sẽ gặp khó khăn hơn khi tìm việc làm và chu trình tuyển dụng thì dài hơn. Các doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc tuyển dụng đúng người, đào thải nhân viên không có năng lực và tập trung vào năng suất và hiệu quả của vốn đầu tư. Theo đánh giá, năm ngành công nghiệp nóng nhất trong năm 2014 là ô tô, y tế, tiêu dùng nhanh, công nghệ thông tin và bảo hiểm. Trong khi đó, năm vị trí cụ thể hàng đầu trong lĩnh vực văn phòng là bán hàng, kế toán và tài chính, nhân sự, quản trị, tiếp thị và dịch vụ khách hàng.